Kế hoạch đi chơi net của anh em tôi phần 3. Anh ơi, cho em một sờ tinh với một mì trứng nhá. Sao nghe giống giọng thằng Điệp thế nhỉ? Phải vào kiểm tra mới được. Úi dồi, chết rồi, mẹ, mẹ vào. Anh ơi, mẹ vào rồi, mẹ vào rồi. Sao, mẹ vào rồi á? Hành động thôi em. Thằng Điệp đâu rồi? Nó đâu? Em trai của anh đã hiểu bài chưa nhỉ? Em hiểu rồi ạ. Em ơi, sao lại thoát trận thế? Niệm luôn rồi. Hóa ra là mày đi chơi net à?